Dạ cảm ơn bác. Và thưa quý vị, tiếp đến nữa là bản tin liên quan đến con rể của cựu tổng thống Trump, đó là Jared Kushner đã được đề cử giải Nobel Prize, giải Nobel Hòa bình. Và đây không phải là lần đầu tiên ông Jared Kushner được đề cử giải này. Tuy nhiên có bản tin đã chính thức được đưa ra là lần thứ hai ông đã được đề cử bởi dân biểu New York, đó là Lee Zeldin đã đề cử Jared Kushner là con rể của cựu tổng thống Trump cho giải thưởng của Nobel Prize năm nay để mà cho giải Nobel Hòa bình, một cái cho một cái điều mà ông đã làm được về Hiệp định Abraham, là một tập hợp các thỏa thuận của Israel cũng như các tiểu vương quốc Ả Rập để mà có thể có được một cái sự bình ổn của khu vực Trung Đông. Và đây là một cái điều mà nó rất là vui. Tin tức lần đầu tiên được loan tải bởi tờ New York Post và được xác nhận bởi CNN do phát ngôn viên đó là gia đình đã đưa ra, và đây là làm dấy lên một sự phấn khích ở trong giới của những người ủng hộ cho cựu tổng thống Trump và sự tức giận của những người không ưa gì ông Kushner và tiếp tục gây tranh cãi, thưa quý vị. Và đây là một điều mà nó không có quá ngạc nhiên khi mà vào năm 2021 thì giải Nobel Hòa bình đã có 329 ứng cử viên được đề cử, trong đó có 234 cá nhân, 95 tổ chức. Và năm 2021 thì luật sư Alan DeSantis cũng đã đề cử Generous cho giải Nobel Hòa bình, và cũng là cái đề cử vì ông đã làm được cái hiệp định Abraham. Và đây là một cái niềm vui, là một sự danh dự, tuy nhiên đã không có dễ dàng gì, tại vì quý vị biết là có rất là nhiều các ứng cử viên và họ đều là những người mà có làm được những điều rất là đặc biệt. Và năm ngoái giải Nobel Hòa bình thuộc về các nhà báo, đây là nhà báo Mara Rasa và cũng như là nhà báo Dmitry Muratov, là cho những nỗ lực của họ về việc bảo vệ tự do ngôn luận vốn là một điều tiên quyết cho dân chủ và hòa bình lâu dài. Thì hai nhà báo hồi năm ngoái đã được giải Nobel Hòa bình, thì năm nay chắc có lẽ giải Nobel Hòa bình sẽ thuộc về ai mà làm dịu được tình hình căng thẳng của Nga với Ukraine? Thủ tướng Đức chăng? Cái còn Mỹ thì Tổng thống Biden chưa thấy làm được để mà dịu tình hình. Tuy nhiên chúng ta sẽ chờ xem ai sẽ là được cái giải Nobel Hòa bình cho năm nay. Cái giải này nó ngộ, thưa quý vị. Chúng ta có rất rất là nhiều giải Nobel Prize, giống như là về vật lý nè, về khoa học nè, rồi cũng như là văn chương nè, nhưng mà cái giải Nobel Hòa bình là được mọi người rất là quan tâm, và cũng như là những ứng cử viên thì nhiều, rồi xong rồi làm cho người ta rất là xôn xao. Dạ, và còn những người mà ứng cử viên cho các gọi là các hạng mục khác của giải này thì lại không làm xôn xao lắm. Riêng cái giải Nobel Hòa bình thì mọi người lại rất là quan tâm ứng cử viên là ai, làm được cái gì, vâng. Thì một trong những ứng cử viên đó chính là Jared Kushner cho năm nay, kính thưa quý vị.